Siêu xe Ferrari 488 va chạm với xe máy tại Hà Nội, một người tử vong tại chỗ. Ô tô Ferrari 488 ban kiểm soát 80346NG74 va chạm với xe máy biển kiểm soát 29T1-33735. Hậu quả của vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong. Trao đổi với phóng viên báo giao thông, một chỉ huy đội cảnh sát giao thông số 6, Công an thành phố Hà Nội, cho biết, khoảng 3 giờ 45 phút hôm nay, ngày 31 tháng 10, tại đường Lê Quang Đạo trước cổng Liên đoàn bóng đá Việt Nam, thành phố Hà Nội, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô Ferrari 488 ban kiểm soát 80346NG74 do anh HBV, sinh năm 1997, điều khiển và xe mô tô biển kiểm soát 29T1-33735, chưa rõ thông tin người điều khiển, đi phía trước cùng chiều. Hậu quả vụ tai nạn khiến một người tử vong tại chỗ, xe Ferrari nát đầu, còn chiếc xe máy biến dạng, đổ giữa đường. Đến đầu giờ sáng, khu vực xảy ra tai nạn xảy ra ùn ứ do lực lượng chức năng tạm phong tỏa để khám nghiệm hiện trường. Tài xế ô tô hiện đang làm việc với cơ quan chức năng để phục vụ điều tra nguyên nhân tai nạn.